Giờ mình sẽ fix script hook 5 error ở bên Epic nhé. Hiện tại nó là 2545 nhé. Đó, thì bây giờ việc đầu tiên anh em tạo cho mình một cái file backup trước nha. Backup những cái update của V1.58 á. Đó, anh em tạo folder ra cho mình. Sau đó thì anh em copy những cái file bên cái bảng gốc về nhé. Readme nè. Đó, nó những cái file mà mình bôi nè, anh em copy vào cho mình. Đó. Rồi, anh em dán vào cái bên phần backup cho mình nhé. Rồi, sau khi mà dán backup xong á, thì đó những cái file này anh em nhìn kỹ nha. Xong rồi á, thì là anh em tạo cho mình thêm một cái folder nữa. Đó, anh em tạo cho mình cái folder tên là update. Rồi, sau đó thì anh em mở cái folder update lên, rồi mình lại mở cái folder update ở bên cái GT5, anh em copy cái update ở trong cái update RPF trong cái update ở bên GT5 á. Rồi anh em copy qua bên đây. Như vậy là mình đã xong cái phần backup rồi. Ok, tiếp theo nữa thì mình sẽ tới cái phần mà download cái file download này xuống. Đó, V1.57 anh em tải về cho mình nhé. Sau khi tải về rồi anh em giải nén ra, rồi anh em copy, anh em dán vào trong thư mục chứa GT5. Ok, anh em relap luôn nhé. Xong. Rồi, đơn giản vậy thôi. Giờ thì anh em tiến hành mở game lên. Rồi. Như vậy là vào game vẫn ok nha, nó vẫn load game ok ngon lành. Đó. Những cái mod của mình vẫn còn ngon lành cả đào luôn, bình thường không bị gì cả. Khi nào mà anh em muốn chơi lại cái bản online á, thì anh em cứ copy cái backup V1.58 á, anh em cài đè vào ở bên trong cái thư mục chứa GT5 là xong nhé. Đơn giản mà. Đó, những cái mod của mình nó vẫn còn ngon lành cả đào, vẫn chơi bình thường, không bị gì cả. Ok. Đây, nếu mà anh em nào mà làm thành công thì nhớ cho mình một like với một đăng ký kênh nhé. Rồi anh em nào thích cái bản mod đồ họa này của mình, rồi mod full những cái tính năng đầy đủ này thì anh em tham khảo ở trên cái fanpage NixyZday ở bên dưới phần mô tả nhé. Rồi thì anh em vào anh em liên hệ mình thì mình sẽ có mấy anh em hỗ trợ cài đặt cho các bạn nào mà thích cái bản mod này nhé. Rồi, ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em với những cái clip sau nhé.